Hello, chào mọi người đến channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đó chính là nhiệt ẩm kéo tự ghi Tanita của hãng Tanita với mẫu model là TT513 các bạn ha. Dùng đo trong thực phẩm, phòng sạch, phòng thí nghiệm, dùng trong gia đình, phòng ngủ, đặc biệt là gia đình các em bé các bạn ha. Để nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên với thiết kế trang nhã xinh xắn, biết được nhiệt độ, biết được độ ẩm để điều chỉnh giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp cho trẻ nhỏ và người lớn, với độ ẩm là từ 10 đến 90% độ ẩm RH các bạn ha. Với thân là nhiệt độ là từ âm 20 độ C đến 40 độ C, đơn vị là độ C, với độ ẩm màu trắng, sử dụng pin các bạn ha. Và